Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn cho mọi người cách sửa cái loa của cái con sao mắt ha. Cái mã nó đây nha mọi người, sao mắt ha, SD528. Thực ra mấy cái loa này nó cũng như nhau thôi. Thì cái loa này nó có bị cái tình trạng là không có nguồn. Thứ hai là các cái nút ở đây rất là cứng như mọi người nha, rất là cứng. Thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ thay cái nút. Thì cái nút là thường là nó là cái nút giống vậy đó mọi người nha. Mình sẽ tháo ra những cái nút như vậy mình thay. Thì các bạn phải để ý là cái điện áp đi theo của cái các cái nút vặn này. Thường là các nút này lâu ngày mình không vặn á, cái nút cứng. Cứng thì nó sẽ vặn cái chức năng của nó không được. Ví dụ cái volume này hiện tại nó cứng luôn. Các bạn không thể tăng nhỏ được. Và cái này thì nó bật nguồn không lên. Nó có hai bệnh. Thứ nhất là nó tăng nhỏ không được. Thì khách hàng này lúc trước tăng nhỏ không được thì khách người ta vẫn cố gắng người ta xài. Do người ta tiết kiệm, người ta chỉ muốn sửa, nhưng mà hôm nay nó hư luôn thì luôn tiền thì tới đây sửa luôn. Thì các bạn khi mà các bạn nhớ là tháo ra thì các bạn coi cái con này là thực ra là cái con biến trở, các bạn coi thử nó có bao nhiêu ôm, các bạn thay đúng ôm của nó, các bạn đừng thay nhỏ hơn ha. Rồi thì bây giờ ta tiến hành ta tháo ra và làm thôi. Bước đầu tiên để tháo loa ra, mình sẽ rút cái điện ra. Rút điện ra ha. Rồi, các bạn sẽ tháo các con ốc này ra ha. Tháo ốc này ra. Kéo ra nè, đây rồi, đây là cái bo mạch phía sau ha. Rồi. Thì ở đây mọi người để ý này nó cũng bị cháy nè, để ý đây ha, cái tù này nó phù này ha, tụ này phù này, nó bị chảy dung dịch ra luôn này, phù luôn ha, cho nên nguồn nó không lên ha. Rồi, thì cái này mình sẽ sửa này. Tất nhiên các bạn cũng nên kiểm tra cái cầu chì, qua thử cái cầu chì nó có bị đứt không nha. Rồi, chắc chắn là cái tụ này phù đó ha, mình tay tụ ha. Rồi, thường là đa phần mấy cái này là bị tụ là nhiều. Bị cầu chì ha, tại vì công suất cái dòng loa nó tiêu thụ cái điện năng nó cũng thấp chứ không có cao. Rồi cái này mình để bên nha. Rồi theo là mình sẽ tháo các cái nút cái này phía trước ha. Rồi bây giờ ta tiến hành cậy cái này ra nha mọi người nha, giật mạnh ra. Thì đây là cái bo ha. Mình sẽ kéo cái bo ra nhé. Đây cái bo khiển các cái nút ở đây nha. Thì mình trước mắt là mình xịt RV7 vô để cho nó các cái nút nó sẽ giãn nở ra. Rồi nó vẫn còn cứng như mọi người nha. Cái mình để ha, để chừng khoảng 10-15 phút gì đó. Rồi mình vặn thử sao. Rồi các bạn thấy là sau khi mình đã vô dầu ở đây rồi ha. Bằng cách là mình sử dụng cái chai RV7 này mình xịt vô đây. Mình để khoảng 15-20 phút ha. Mình cũng đã lấy kèm vặn rồi nhưng mà nó vẫn còn cứng như mọi người nha. Nó vẫn còn cứng, nó xoay rất là, chỉ có cái này nó mềm thôi. Nghĩa là mấy cái này nó cứng quá rồi thì mình bắt buộc mình phải thay. Thì ở đây giải pháp đưa ra, thì
Thì bây giờ các bạn coi phía trước này, này. Quay mặt trước này ha. Nó có hai trường hợp. Một á, nếu như mà các bạn, nếu như mà trường hợp các bạn không có cái này để các bạn thay, thì các bạn có thể đổi vị trí cho nhau để các bạn lấy một cái nào các bạn xài được, còn cái còn lại có thể là ví dụ như mình chỉnh bát đi, mình không có chỉnh, mình để cố định đi à, thì mình cứ giữ nguyên cái nút đó, đó là cách mình chữa cháy. Còn trong trường hợp này à, mình đã mua một cái con biến trở à, con này là 50 ohm à, mình sẽ thay thế cho cái chỗ này, là cái chỗ này là nút lớn nhỏ volume nhé mọi người nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo ra và mình sẽ thay thế. Rồi mình đã tháo ra khỏi cái miếng nhựa kia rồi nha mọi người nha. À, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay cái thay con này. À, thay con này nha mọi người. Rồi, mình sẽ rút chì hết cái chỗ này ra rồi mình lôi nó ra thôi. Rồi, à, sau khi mình đã mới gắn xong với mọi người nha. Rồi, mình mới gắn xong với mọi người. Đây, cái nút này ha. Rồi. Nút này thì còn hơi cứng này. À, nút này ok. Cái này mình muốn nó thì mình thay. À, nhưng mà hiện tại mình chỉ còn có một con này thôi. À, chúng mình thay đỡ cái con này. Con này thực ra tăng mở volume là ok rồi ha. Rồi, bây giờ sau khi mình sửa cái bo này xong rồi nha mọi người nha. À, mình sẽ qua sửa tiếp cái bo nguồn của thằng này. Thì cái bo nguồn của thằng này các bạn nhìn vô đây, các bạn sẽ thấy cái tụ này nó phù lên ha. Cái tụ này phù lên nha. Thì có khả năng là cái tụ này nó hư. Rồi nhưng mà trước khi kiểm tra cái tụ này, chắc chắn cái tụ này phải thay rồi. À, mình sẽ kiểm tra qua thử cái cầu chì. Tại vì cái hiện tại cái nguồn của cái loa này nó không có điện vào. Kiểm tra cái cầu chì. À, coi thử nó như thế nào. Thì để kiểm tra cái cầu chì thì mình sẽ tháo cái cầu chì này ra. Thì ở đây các bạn sẽ vặn nó ra thôi ha, vặn ra. Rồi thì ở trong này nó có một cái cầu chì ha, đây là cái cầu chì. Thì quan sát bằng mắt thường thì mình thấy cầu chì nó bình thường à, nó không bị đứt. Còn nếu mình muốn chắc ăn nữa thì mình sẽ sử dụng cái đồng hồ để mình đo. À, mình sẽ lấy hai đầu ha. À, một cái đầu mình chụp vô đây, đầu chụp vô đây. À, này các bạn thấy là kim không lên này, kim lên này các bạn, kim không lên, rồi chứng tỏ là cái cầu chì nó bị đứt rồi các bạn, không đứt rồi nha. Rồi. Thì cái cầu chì này nó bị đứt á, là nó bị đứt đâu cái đường mối hàn ở trong á, được không? Này không lên ha, để mình thử lò lại. Rồi ok, thì trong trường hợp này nó đứt cái cầu chì nha mọi người nha. Rồi. Vậy nên các bạn sửa loa hoặc là sửa bất kỳ cái gì đó thì các bạn nên là để ý những cái cầu chì này kia nữa à, nó sẽ bảo vệ đường điện ha. Mà các bạn cứ loay hoay sửa những cái bo mạch này mà không kiểm tra những cái này thì các bạn sẽ mất thời gian. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kiếm một cái cầu chì giống vậy mình thay, được chưa? Và mình sẽ thay cái tụ này luôn, tụ này nó phù rồi. Rồi mình mới kiếm ra được một cái cầu chì nha mọi người nha, nó y chang như cái hồi nãy thôi à, mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo này. Nó lên này, ha. Các bạn, mọi người các bạn thấy nghe tiếng kêu ha. Còn đây là cái cầu chì hư. Đây. Không lên ha. Rồi cái này quăng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn cái cầu chì vô. Rồi. Rồi. Mình sẽ gắn chặt cầu chì rồi. Rồi đây là cái tụ à, mình mới tháo ra nha mọi người nha. À, mới tháo ra ha. Cái tụ này là 2200 pirofara và 25V. À, mình đã tháo trong cái bo mạch này ra. Rồi. Bo mạch này ra ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái tụ y chang vậy, mình sẽ thay thế vô đây. Rồi các bạn để ý là mình mới mới thay cái tụ này xong ha. À, ở đây cho mọi người nha.
Thì hiện tại mình đang không kiếm ra được cái con là 2200 pF và 35V, mình kiếm ra được con ngàn thì mình gắn con ngàn cũng được nha các bạn. Cái số volt á thì bắt buộc các bạn phải đừng có thấp hơn, nó bằng là ok ha. Tất nhiên pF mà nó càng lớn thì cái nó lọc nó ok hơn. Thì cái loa nó cần chính xác cái số pF, nhưng ở đây mình không có thì mình có thể gắn được ngàn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn vô loa. Thì các bạn lưu ý là trước khi mình tiến hành mình sẽ gắn vô thì mình sẽ thử trước nha. Thì bây giờ mình đã gắn bo nguồn và gắn cái bo điều khiển này vô. Mình sẽ mở nguồn lên để mình thử và thử là cái loa nó có chạy không. Thì các bạn thấy là mở lên là cái loa nó sáng đèn ha, là ok nha mọi người nghe. Là bây giờ xuất xuất hình rồi đó. Là bây giờ là có thể là có tiếng rồi ha. Ở đây cái nút nút tăng tăng mở ha. Rồi thì sau khi mình đã gắn vô rồi các bạn nha, mình đã thử lên thì thử loa loa chạy bình thường rồi. Tại vì do nhạc là mình quay vô sợ vi phạm bản quyền đó mọi người, cho nên mình không có dám quay ha. Thì ở đây là mình đã test lên. Thì mọi người để ý phía sau cái loa. Rồi ở đây là phía sau có cái loa này ha. Thì ở đây là chỗ này là input này, input và input vô ha. Đây là cái dây audio, cái dây này mình cắm này ha, là cắm vô đây. Rồi ở đây là output là cái loa loa con ha, ra loa con với mọi người nha. Đây ra hai loa con, một loa bên trái và loa bên phải. Đây là chỗ ra. Thì mình đặt loa bên trái thì mình để bên trái, đặt loa bên phải để bên phải ha. Đây có cái nút tắt mở nguồn như vậy thôi. Cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách sửa cái loa đến đây kết thúc với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.